Xin chào mọi người. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cái thức ăn mà mình hay cho cá của mình ăn ha. Thì thường là mình sẽ cho cá ăn đồ khô nhiều hơn, tại vì mình làm ở trong công ty không có thời gian để mua đồ tươi sống cho cá đâu. Thành ra là cá mình đa số là ăn đồ khô. Và cái hiệu mà mình hay dùng đó là Sakura, cái loại hạt mà hạt cám. Xuống bao nhiêu là hết bấy nhiêu luôn, không đủ luôn các bạn. Có khá nhiều bạn nói rằng cái hồ mình nuôi quá nhỏ mà số lượng cá thì quá nhiều, dẫn đến cá bị chết, dễ chết, rồi không có sinh sản được. Thì có bạn còn khẳng định là mình không nuôi được quá 10 ngày, mà thực sự thì cái hồ này đã mình nuôi hơn 1 năm rưỡi rồi các bạn. Thì các bạn nào mà có theo dõi những cái clip cũ của mình từ những cái ngày đầu mình vớt cá từ trong thùng xốp ra mình nuôi vào đây thì cũng hơn 1 năm rưỡi rồi. Thì ban đầu là có những con cá con thôi, bây giờ đã ra một đàn như vậy rất là nhiều luôn. Và về mặt hạn chế của cái hồ mini này thì do diện tích nhỏ cho nên là không có tồn tại được, tại vì rất là nhiều cá lớn mà cá con nó đẻ ra nó rất là yếu, lúc đó nó còn chậm lắm, thành ra nó không có trốn kịp nên cá lớn nó sẽ bị ăn hết. Và những cái con cá nào mà mình canh được, có mình vớt ra thì nó sẽ bảo toàn được cái số lượng cá con. Thì ở lúc trước ấy, mình có vớt ra cái hũ nhỏ kế bên là mình nuôi cá con, nhưng mà bây giờ thì hũ nhỏ nó có mấy con tép rồi, là mình không có canh, mình vớt cái con cá có bầu ra được nữa, mình cứ nuôi chung thôi. Có một số bạn cũng có góp ý với mình đó là sao mình không có dùng cái ống hút nước chuyên dành cho hồ cá đó để mình hút nước ra, thì tại vì cái hồ này diện tích nó nhỏ cho nên là cái nước nó không có bao nhiêu hết trơn đó. Nếu mà mình dùng cái mà vòi ra thì nước nó chảy rất là nhanh, và nhiều khi là mình chưa kịp hút hết những cái chất dơ ở dưới đáy hồ thì nước nó đã cạn hơn phân nửa rồi. Cho nên là mình dùng cái ống hút và mình dùng cái ly á, mình hút ra từ từ thì lúc đó mình sẽ điều chỉnh được cái lượng nước mong muốn, nó sẽ không bị mất nước nhiều. Còn về cái đèn led mà mình đang dùng đây là cái đèn led dùng nguồn USB. Thì mình sẽ mua cái đèn led đó về, thì những cái trang mà online giống như là Lazada hoặc là Sendor hoặc là Shopee á, thì họ có bán hết. Thì mình cứ vào mình tìm từ khóa là đèn led USB á, thì nó sẽ ra và họ sẽ giao tận nơi luôn. Và cái mình sử dụng một cái đó là cáp nối USB nữa. Cáp nối USB thì mình sẽ cắm, mình nối từ cái nguồn máy tính của mình ra dùng cái cắm vô cái chỗ mà sạc điện thoại đó thì nó cũng lấy được nguồn điện luôn. Những cái loại đèn này mình dùng thì ở trên đó bán rất là rẻ luôn, chứ không phải những cái loại mà mắc tiền đâu, thành ra là ai cũng có thể mua được và ai cũng có thể làm được cho mình cái hồ cá mini nhỏ nhỏ xinh xinh như vậy. Còn về các loại rong thì mình thấy ở ngoài mấy cái chỗ bán cá này người ta bán khá là nhiều luôn, ở đâu cũng có hết. Có nơi người ta gọi là rong đuôi chồn hay là rong la hán, còn rong đuôi chó. Có hai loại rong đó thì nó dễ sống nhất thôi. Bữa rong nhiều quá cho nên là hôm nay mình thay nước, mình bỏ bớt rong cho nó hồ nó trống, cho cá nó có chỗ nó bơi thì thấy nó thoáng hơn được chút xíu. Còn đây là mấy em tép của mình đây nè. Mấy em tép này mình đang cho ăn thức ăn là cái tim bò bằm á. Bữa cá nó đẻ thì vớt được 2 con
đêm nó đẻ rồi, ban ngày nó ăn hết rồi, sáng vô là chỉ còn hai em này thôi. Những cái chia sẻ của mình hôm nay, hy vọng các bạn nuôi